Sư phụ ban đêm á phải về núi Cánh, phải sư phụ là một vị rất là cao trên trời, nhưng mà sư phụ cũng là một võ tướng. Sư phụ hai chân cởi hai rồng, Xích Long Mệnh Long. Mấy vị kể cho phụ nghe, ngài ở trên trời á, ngài cũng dẫn thiên binh thiên tướng đi chiến đấu với thiên ma để bảo vệ an bình cho thiên đình. Sư phụ là ngoài con của cha ra, sư phụ là một vị tướng rất là giỏi của cha, để mà anh thiên ma nó cứ đi phá rối mấy con hoài à. Tiên tiên nó dụ con gái thành là ma tiên, nên đến nhiều cũng cám dỗ như thế gian chúng ta, rồi chiến đấu với họ. Cái sư phụ mới ngồi tâm sự với mấy vị. Vậy chứ trên trời nếu mà sư phụ thái tử là tướng đi giết thiên ma, thái tử có bị tội không? Thì cũng như luật thế gian chúng ta, tội thì cũng có tội, nhưng mà tâm của thái tử là từ bi. Trước khi sư thái tử làm chuyện đó, phụ được thái tử đều cho họ một cơ hội, tại vì họ không có sát phàm như chúng ta chảy máu hay đứt đầu. Họ có cái chân thần nó chết thiệt, rồi cái chân thần nó cũng y như con coi phim tờ Thiên Đại Thánh hay là Tam Quốc Chiến. Thì họ quá nghe cái đó, thì họ về họ tái sanh nữa, thành ra một cái thân người khác, ở trên cũng có chết, cũng có chiến đấu. Thì ngoài cái quả gì của sư phụ, một vị Bồ Tát đã thành Phật, cũng là một tướng. Cả con Thích Ca cũng vậy, ở thế gian này đâu có biết Thích Ca đã, cũng là một thái tử đó, con của Đường Đế, những cũng là một vị chuyển luân thánh chứ. Trước khi Phật Thích Ca thành Phật, cũng đã từng đầu thai xuống thế gian này làm vua làm chúa, rồi cũng nhiều dắt nhân sanh đi từ cái thế hệ này qua thế hệ khác, cũng như dẫn một đứa con mình từ nước thang này qua nước thang khác, nhiều dắt qua từng con đường mòn, qua suối khe, qua rừng rậm, để mà đạt qua đến cái bến bờ kia. Bao nhiêu cái đó gọi là công đức, gọi là chỉ có đức thì mới xuống đây, thì mới được tất cả thiện thần và thiên long bát bộ gia hộ. Chứ còn thần thông mấy gì không có theo gia hộ, chỉ có người có đại đức thì mới đạt được những cái đó, mới xuống độ chúng. Thì sư phụ là người được cha và các chư Phật chọn xuống đây. Tại sao cái bài của anh Bác kêu tất cả các đệ tử phải tôn kính sư phụ và thắng cho sư phụ trường thọ? Thì lúc đó sư phụ mới hỏi chị sư phụ, anh nói là em thì xuống trần chưa làm được chuyện gì cho bá tánh, cho nước Việt. Em không muốn cái hàng đệ tử họ Thiên bị động tâm. Nhưng mà theo luật lệ của thiên đình và của thế gian phải có, ai cũng phải tôn trọng người dìu dắt họ thoát bờ sanh tử, thì phải nên để cho họ có trật tự, và đồng thời cho cái tâm họ lúc nào cũng hướng về em và hướng về Thiên Long Sơn và Thiên Tâm. Còn em mà không ra những cái luật đó, họ cứ nghĩ lỏng lẻo rồi tự họ bị sao lãng, rồi họ sẽ lạc đường đi đó. Mấy gì cũng có giải thích, nhưng mà riêng phần sư phụ cũng nói em rất là ngại, em cứ đề tử em như là con, em không muốn tụi nó đọc kinh rồi sao đọc kinh khúc đó nữa. Thì sư phụ cứ chát qua chát lại nói gì thì nó tùy em thôi. Thì trên cuối cùng rồi vậy, nhưng mà lúc đầu thì một vị lớn hơn mẹ kia mắt soạn ra cái bài đó, vị lớn hơn đó, thì câu chuyện là thiệt là như vậy. Còn riêng phần giáo phụ, phụ nói em xuống đây không có số mệnh, em làm không được việc em xin cha đi về, em không có màn công chúa đẹp hay là tài sản hàng tỷ hàng triệu gì, chứ có không có gì hết, một là làm được việc hay là không làm được việc thì đi về. Đó là vậy, đó là câu chuyện nguyên thiệt. Phụ nói chuyện sau khi cái bờ hồi mấy ngày trước có cái bài đó. Thì hôm nay các con nghe được thì xử sao xử, nhưng mà ngày ăn lành đêm ăn lành, đêm ngày sáu thời đều ăn lành, mong cho anh sư phụ con ăn lành là thu vui rồi, cần gì phải đọc nguyên câu, nhưng mà có cái bài đó để lưu niệm thì cũng tốt. Cái riêng ngoài sư phụ không có muốn đệ tử động tâm,